Theo đó, tình trạng sạt lở xảy ra kéo dài dọc theo bờ biển các xã Triệu Vân, Triệu Lăng, huyện Triệu Phong. Nhiều điểm bị sạt lở từ 20 đến 30 mét, cao gần 2 mét, ăn sâu vào khu vực nuôi trồng thủy sản và đất sản xuất của người dân. Nhiều tuyến đường ven biển cũng bị tình trạng sạt lở đe dọa, ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương. Trước thực trạng nói trên, chính quyền các địa phương đang mong chờ các cơ quan chức năng quan tâm, sớm có giải pháp khắc phục để hạn chế tình trạng sạt lở cũng như xâm thực bờ biển như hiện nay.